Xin chào cô chú anh chị và quý bà con đã trở lại với cái video tiếp theo của kênh chăn nuôi bò Ba Tri. Thì đến với cái nội dung ngày hôm nay thì Út sẽ gửi đến cô chú hình ảnh của một cặp cái lai xin của chú anh chị bạn. Đây bây giờ Út đang tiến gần lại nó và gửi đến cô chú anh chị những cái hình ảnh cận cảnh về đôi bò này. Nói chung là bây giờ trời cũng nắng chiều rồi. Đó, trời cũng nắng chiều rồi và bây giờ Út sẽ chuẩn bị ghi hình một cặp bò này nữa thôi thì Út sẽ về đang xử lý video đoạn up lên để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo những cái giá cả kèm theo những con bò với mức giá hợp lệ nha. Đó, hình ảnh cận cảnh thì bây giờ Út sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn. Thì mong là cô chú anh chị và các bạn cho phép em xin kéo khẩu trang lại chứ để nắng quá. Mong là cô chú anh chị và các bạn xem video của em. Nếu như mà cảm thấy thích cái đôi bò này thì cứ liên hệ nhanh cho em số điện thoại em để trên màn hình chứ để nhiều người cô chú anh chị biết sao không. Có rất là nhiều cô, nhiều chú hoặc là anh chị đã điện thoại cho em nói ở quê sao anh điện cho cưng hoài mà anh không mua được con bò nào hết. Thì cũng xin kính thưa với cô chú anh chị và các bạn, tại sao chúng ta muốn mua bò giống với mức giá hợp lệ thì cô chú anh chị vui lòng chúng ta canh giờ, chúng ta coi những cái lịch phát sóng của em như là 7 giờ tối, 8 giờ tối và 12 giờ trưa. Đó là những cái khung giờ em phát sóng trực tiếp, nó đăng bán trực tiếp, cô chú anh chị và các bạn vui lòng chúng ta đến canh đúng giờ để chúng ta coi, rồi chúng ta có thể chốt những cái mức giá hợp lý nhất có thể nha. Nếu như mà ví dụ như cô chú anh chị thấy cô chú anh chị điện liền giùm em thì em rất là cảm ơn. Còn khi mà cô chú anh chị điện thoại cho em, nhiều khi em bán rồi thì em nói bán rồi chứ để cô chú anh chị đừng có buồn. Nhiều khi em bán rồi thì em nói bán rồi chứ đâu có dám nói là chưa bán, mà chưa bán lỡ mà cô chú anh chị mua rồi biết bò đâu bán. Cô chú anh chị thông cảm nha, chứ không phải là em lên đây em câu like, câu view hay là gì đó. Cái này là em làm, em đang bán hoàn toàn là sự thật. Có những, có rất là nhiều cô chú anh chị đã mua hàng của em rồi. Thì cô chú anh chị và các bạn, bây giờ mình sẽ đến với nội dung. Và mong là mọi người cứ nhanh tay gọi cho em số điện thoại để trên màn hình để chúng ta có thể mua được những cặp bò đẹp với mức giá hợp lệ nha cô chú anh chị và các bạn. Mời cô chú anh chị và bạn đến với nội dung ngày hôm nay. Đây, cô chú anh chị và bạn thấy không? Than bò của chú anh chị và bạn. Nó cặp bò này em đưa lên là cô chú anh chị mua ngay và liền. Mua ngay và liền với mức giá phải gọi là rất là yêu thương luôn cô chú anh chị bạn. Nó đẹp thì nói đến cái độ đẹp thì nó không có còn chỗ nào chê. Tại sao? Cô chú anh chị vô nhìn cái vàng lông da của nó đi. Nhìn cái vàng lông da của nó thôi là thấy đã ghiền rồi cô chú anh chị bạn. Một chút xíu nữa là mình nhìn vô cái cậy đuôi nó là mình còn ghiền dữ nữa. Từng điểm, từng chi tiết em sẽ cập nhật ngay và liền cho cô chú anh chị và các bạn trên cái video này. Đó, chúng ta có thể nhìn cận cảnh cái dàn chân móng của nó là chân móng sò, chân đứng thẳng nha, bốn chân trụ đứng thẳng nè, móng sò bốn chân trụ đứng thẳng. Chúng ta nhìn kế tiếp là đến là cái dàn rúng của nó. Trời ơi, cái dàn rúng này mà nhìn thấy là thấy tê tái liền nè cô chú anh chị và các bạn nhìn nè. Đó, thấy không? Có một cái nai vú ha. Một cái nai vú. Cái nai vú nó xệ kìa. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Kéo đến một cái vàng rúng chiền và cái vàng lông da nhuyễn rứt này. Kèm theo đó là cái sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh của chú anh chị bạn. Thấy không? Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh luôn. Đó, cặp bò này thì cô chú anh chị còn chần chờ gì nữa mà không gọi nghe cho em số điện thoại em để trên màn hình. Chúng ta nhìn thấy cái cậy đuôi không? Nó xẹp đép mà nó chập bá luôn của chú anh chị các bạn. Cái hoa thì nó xệ nè. Đó. Con bò thì hồi nào đến giờ em quay là em quay cận cảnh. Đó. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy vàng rúng của hai con này nó đều không? Đều, nó rất là đẹp. Đó, thì cô chú anh chị hãy như nhanh tay vui lòng gọi cho em số điện thoại em để trên góc trái màn hình. Nếu như mà cảm thấy thích cái đôi bò này thì chúng ta hãy gọi nhanh cho em chứ để người khác mua trước rồi mất công mình uổng nha. Đây, cô chú anh chị nhìn từng cái thùng dạo của nó. Ha, từ cái dạo nè, cái dạo nè, cái dạo này cho tới cái thùng của nó. Nó nhìn cái vàng lông da nè. Cô chú anh chị bạn nhìn thấy cái vàng lông da không? Nó rất là ok. Bây giờ em đang quay trên một cái chiếc máy phải gọi là nó là một cái chất lượng HD ha. Có thể mà zoom, có thể quay cận cảnh đến từng cọng lông của con bò luôn cô chú anh chị các bạn. Em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh tốt nhất về những con bò ha. Để chúng ta có thể lựa chọn một cái con giống với mức giá hợp lý. Cô chú anh chị và các bạn xem video của em, nếu như mà cảm thấy thích cái video ha, thì cứ nhanh tay. Thích những con bò này thì cứ nhanh tay gọi cho em số điện thoại em để trên màn hình.
cặp bò này chiều cao dao động của nó khoảng 1m15 á cô chú anh chị các bạn. Một cặp bò cái Leicester nó rất là đẹp luôn. Đó cô chú anh chị bạn nhìn thấy không? Từ cái thùng dạo mà cho tới lông da của nó nè. Chân móng của hai con đều là móng sò nha cô chú anh chị bạn, chân đứng thẳng nha. Bò này là khoảng 8 tháng tuổi một con cô chú anh chị bạn. Một con khoảng 8 tháng nha. Chúng ta nhìn một cặp bò này mà chúng ta nhìn cái vàng lông da này với lại vàng rúng vàng vú này là ai mà không mua cặp bò này, mà mua cặp bò nào bây giờ. Đây cô chú anh chị bạn. Nhìn thấy thôi là đã ghiền rồi, nhìn thấy thôi là chúng ta đã mê liền bởi những cái chi tiết trên cái con bò này. Nói chung là em đứng giữa trời nắng mà em nói chuyện, mà em nói em diễn tả, nói chung là không còn cái từ ngữ nào để diễn tả gì cái đôi bò này. Cái mức giá và bây giờ em cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn, mức giá cực kỳ yêu thương luôn. Chỉ có 38 triệu thôi cô chú anh chị và các bạn. 38 triệu là số tiền để sở hữu cái cặp bò cực kỳ đẹp này cô chú anh chị các bạn. Đó. Bò này được 8 tháng tuổi rồi nha. Cô chú anh chị bạn nhìn cái vàng lông da của nó nè. Con bò đẹp thì em báo với cô chú anh chị và các bạn là con bò đẹp. Nè, chào cái hình này em đưa lên là làm thum luôn nè. Nó đẹp. Nó đẹp cỡ đó mà không mua thì mua con bò gì đây hả mọi người? Cô chú anh chị và các bạn hỡi, những người đang xem chương trình này và những cô chú anh chị bạn đang xem chương trình này, chúng ta có thể thấy được hình ảnh của đôi bò này và chúng ta có thể thấy được cái mức giá này phải vô cùng là hợp lệ. Chúng ta có thể mua về chúng ta phát triển kinh tế nha. Cặp bò này nó đẹp, nó dành mà lại cái túi tiền phù hợp cho những cô, những chú, những anh, những chị và những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng. Chúng ta có thể mua đôi bò này về chúng ta phát triển kinh tế. Thứ nhất phát triển kinh tế, thứ nhì chúng ta có thể xử lý cỏ trong vườn. Đó. Cô chú anh chị và các bạn xem video của em, nếu như mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo. Con bò này nói chung là cái chiều cao em phỏng chắc nó khoảng 1m2 vậy đó. Hồi nãy em nhắm chỉ phỏng 1m15 thôi. Nè cô chú anh chị và các bạn, bây giờ em sẽ đo, em sẽ quay những cái góc cạnh mà chúng ta đi xem bò chưa chắc gì mọi người có thể thấy được những cái góc cạnh này. Đây cô chú anh chị và các bạn, thấy không? Mình đi coi con bò trực tiếp mình mua, mình chưa chắc gì mình thấy được cái góc đó. Tại sao? Tại vì em lúc ngày xưa, cách đây là khoảng 1 năm mấy trước, em cũng từng là một người nông dân để đi mua từng con bò về em nuôi. Em nuôi vỗ béo, em nuôi sinh sản. Đó. Nhưng mà cách đây khoảng 1 năm trở lại đây á, thì em không có còn nuôi bò nữa. Ha, em chuyển sang là em đi quay đăng bán giùm cho tất cả mọi người. Em đi quay dịch vụ đăng bán. Thì con bò nào thì cô chú anh chị các bạn nè. Em ít khi nào mà em nói là con bò này nó đẹp xuất sắc. Chỉ những con bò mà em nói nó đẹp xuất sắc thì cô chú anh chị nhìn, cô chú anh chị cũng biết, khỏi cần em phải nói đúng không? Đây. Cặp bò này là đẹp xuất sắc. Đây. Cặp bò này đẹp xuất sắc cô chú anh chị và các bạn. Từ lông da ha, từ cái vàng lông da mà cho tới chân móng luôn, rúng yếm luôn. Hai con này giống như là song sinh vậy đó. Hai con này giống như là hai con bò xanh đôi vậy đó cô chú anh chị và bạn. Nó đẹp mà nó đẹp giống nhau nữa, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là hai cọng dây nó khác nhau thôi cô chú anh chị bạn. Hai cọng dây vàng nó khác nhau thôi, nhưng mà đặc biệt hai con bò nó giống nhau y chang luôn. Từ chiều cao cho tới rúng yếm nè, để em quay cho cô chú anh chị bạn coi nè. Đây là thấy vàng rúng không? Nè, qua kế bên luôn. Ê, đáo lại. Đó cô chú anh chị bạn thấy không? Nó đẹp nè. Đó, cặp bò này chỉ 38 triệu thôi. Giá này là giá chốt nha cô chú anh chị và các bạn. Và cô chú anh chị và các bạn vui lòng nhanh tay gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình. Chứ để người ta mua uổng. Cô chú anh chị và các bạn, em đang ở Ba Tri Bến Tre. Cô chú anh chị nếu mà muốn mua thì chúng ta canh vào đúng cái khung giờ em phát sóng nha. 7 giờ tối, 8 giờ tối và 12 giờ trưa. Đó chính là những cái khung giờ mà em phát trực tiếp trên cái ứng dụng YouTube. Hoặc là cô chú anh chị lên bất cứ trang mạng xã hội nào, cô chú anh chị chỉ cần gõ lên chăn nuôi Ba Tri đó, thì nó sẽ xuất hiện nhiều cái video của em, nhiều cái hình ảnh cận cảnh về những con bò và những cái mức giá hợp lệ để chúng ta có thể lựa chọn những cái con bò, những
cái đôi bò và những bộ mẹ con với cái mức giá hợp lý để chúng ta về chúng ta phát triển kinh tế nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, những người, những anh, những chị, những cô chú nào mà chúng ta chưa từng nuôi bò thì cô chú anh chị cứ việc gọi ngay cho em, số điện thoại em để trên màn hình và sẽ được em tư vấn với một cái cách phải gọi là rất là yêu thương, cực kỳ phải gọi là thân thiết với cô chú anh chị và các bạn luôn. Em nói chuyện điện thoại với tất cả mọi người không phân biệt ai cả. Ai gọi cho em cũng nghe. Ai gọi cho em đều bắt máy và em nói chuyện một cách rất là lịch sự. Cô chú anh chị cứ việc gọi đến cho em và em sẽ tư vấn từ A tới Z cho cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ đo hạo thử cái chiều cao gửi đến cô chú anh chị và quý bà con ở gần xa. Chúng ta xem, chúng ta cảm thấy ưng cái đôi bò này thì cứ gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể chốt trực tiếp đôi bò này nha cô chú anh chị và các bạn. Bò đẹp hay anh? Này hết dê, hết đẹp, không còn chỗ nào đẹp nữa. Cái đôi bò này nó xứng, phải gọi là nó như sinh đôi. Rồi thì cô chú anh chị và các bạn nè, chúng ta nhìn ha, phỏng phỏng thôi. Nếu mà ai không có cái thước, nhìn phỏng phỏng thôi, cái chiều cao của con bò so với em nè. Đó, con bò mà nó 8 tháng tuổi thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Nó cái chiều cao so của con bò so với em, chứ không phải là em đi so sánh với con bò nha. Tại vì có nhiều anh vô đây nói chuyện vô duyên lắm. Anh nói sợ nó vậy mà đi so sánh với con bò. Nó tại sao? Em chỉ đo hạo chiều cao để cho mọi người có thể phỏng phỏng cho biết thôi. Đó, bây giờ mình đo thử hạo thử chiều cao nha cô chú chị và các bạn. Đứng im. Con bò này chiều cao khoảng 1m17, hai con này một cỡ đó cô chú anh chị và các bạn. Đó thì chúng ta có còn gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình để sở hữu đôi bò này về để phát triển kinh tế nha cô chú chị và bạn. Bò này là bò giống, bò này là bò chúng ta để sinh sản. Đó. Thì cái giá thành thì nó đôi khi nó cũng chênh lệch so với giá thịt. Tại sao? Mình mua bò giống thì phải giá cao, còn bò thịt đó, thì nó giá rẻ. Đó thì cô chú anh chị và các bạn nhanh tay gọi ngay cho em số điện thoại để trên góc trái màn hình. Và bây giờ em kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem cái video của em. Hãy nhớ đừng quên, nếu mà cảm thấy thích thì gọi ngay cho em. Và em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và quý bà con ở video kế tiếp.